Hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây, nếu lỡ mai sau tình trốn vào đắng cay, tiếc nuối thêm chi, hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đắm. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà. Bên ngoài chúng ta có hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn và một lớp cửa nhôm sinh pha. Bên trong là khu vực đậu xe hơi và xe máy này. Đây là khu vực đậu xe hơi và xe máy ở dưới tầng trệt. Thì khu vực gara này thì ốp tường nhựa giá gỗ và ốp tấm PVC lên cao tới trần luôn, rất đẹp. Phía trên là trần thạch cao và đèn thả nha. Di chuyển vào trong chúng ta tới với cầu thang máy và cầu thang bộ. Và di chuyển vào trong chúng ta tới với khu vực không gian phòng khách phía sau. Đây là khu vực không gian phòng khách phía sau này. Đúc một trệt, ba lầu và sân thượng nha quý vị. Phòng khách phía sau tương đối rộng và cuối nhà thì chúng ta có giếng trời rộng và phòng khách, phòng vệ sinh. Đây là giếng trời ở sau này, giếng trời cuối nhà nha. Giếng trời rất là rộng rãi luôn và vệ sinh này. Giếng trời rộng phía sau. Thang ở đây đi lên phòng bếp và phòng ngủ dành cho người già trên tầng lửng nha quý vị. Chúng ta đang tiến lên không gian bếp. Không gian bếp thì chúng ta cũng có vệ sinh trong luôn và có bộ bàn ăn 6 ghế này. Một không gian bếp ở phía đằng trước, lầu 1 rất là rộng. Không gian bếp này chúng ta có vệ sinh trong, có bộ bàn ăn 6 ghế, tường thì ốp nhựa PVC và phía trên thì chúng ta có những cái đèn chiếu sáng và trần thạch cao. Bên đây là không gian tủ kệ bếp. Thì khu vực tủ kệ bếp thì chúng ta đóng đụng trần luôn, đều làm bằng chất liệu gỗ ăn cường. Có phủ acrylic, có khu vực để tủ lạnh riêng, khu vực đặt bếp âm và khu vực bồn rửa chén bát. Đây, không gian phòng bếp trên tầng lửng nha quý vị. Rất đẹp, thoáng sáng, trẻ trung, sang trọng. Ở phía trước không gian phòng bếp này thì chúng ta có cửa nhôm sinh pha 4 cánh này và một dàn cây xanh bên ngoài. Đây là một dàn cây xanh bên ngoài này. Chúng ta vừa tham quan xong không gian phòng bếp, nhà thì có tới 5 phòng ngủ và tất cả phòng ngủ đều có vệ sinh trong. Đây là cái phòng vệ sinh ngay khu vực bếp này. Bếp có vệ sinh luôn nha quý vị. Và chúng ta sẽ qua cái không gian phòng ngủ cho người già. Phòng ngủ cho người già ngay tầng 1 nhé. Phòng ngủ này phía sau, tất cả các phòng phía sau thì chúng ta có giường ngủ 1m6 và tủ áo đụng trần, cũng như là khu vực bàn trang điểm và khu vực trang trí. Chúng ta đang tham quan phòng ngủ dành cho người già ở lầu 1, sát với không gian bếp. Sát với không gian bếp như thế này, có phòng cho người già sát với không gian bếp thì ba mẹ di chuyển ra mỗi lần ăn cơm thì rất là tiện luôn nha mọi người. Rồi, chúng ta vừa tham quan xong phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ dành cho người già và không gian bếp. Rồi, chúng ta sẽ ra tham quan phòng ngủ số 2 và số 3. Cái phòng ngủ phía đằng trước thì chúng ta có giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ đầu giường, tủ kệ tivi. Phía trước là cửa sổ và cửa ra ban công, đều làm bằng cái lượng cửa nhôm sinh pha. Đây, phòng ngủ phía đằng trước thì lớn hơn. Chúng ta cũng có tủ áo đụng trần, đều được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường. Tất cả đồ gỗ trong căn nhà đều làm bằng chất liệu gỗ ăn cường nha quý vị. Chúng ta đang vào tham quan phòng ngủ, phòng vệ sinh của phòng ngủ đầu tiên. Phòng vệ sinh phía trước thì chúng ta có bồn cầu và lavabo rửa mặt đứng trước này. Và bên trong sẽ là bồn tắm đứng và vòi tắm hoa sen nha quý vị. Và chúng ta sẽ qua không gian cái phòng ngủ phía sau, phòng ngủ số 2. Chăn ga gối nệm và bàn trang điểm cũng như là tủ áo đầy đủ hết luôn nha quý vị. Bên này có tủ kệ tivi này, máy lạnh. Nhà có tới 5 phòng ngủ. Và chúng ta sẽ tham quan phòng vệ sinh này, đầy đủ hết nha quý vị. Chúng ta có 3 phòng ngủ rồi nha mọi người. Hai phòng lên đây đang để trống. Ôi, đời là đại dương mênh mông. Đây là phòng số 5. Rất là rộng nha mọi người. Tình là sợi tơ mong manh. Và ta là chiếc thuyền con mong manh. Trên sóng lênh đênh nếu lỡ mai sau mình không còn bên nhau.
đều lỡ mai sau tình trôi vào đơn đau.